Cô chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục giới thiệu về khối ổn áp trong bộ nguồn. Như chúng ta đã biết, chúng ta trong bộ nguồn của chúng ta phần cuối cùng tiếp xúc với tài gồm có khối ổn áp. Và ổn áp thì có hai loại là ổn áp song song và ổn áp đối tiếp. Khối nguồn của chúng ta là khối biến đổi năng lượng xoay chiều thành một chiều. Và trên sơ đồ chúng ta sẽ thấy trước tiên là khối biến đổi điện áp của chúng ta. Thì khối biến đổi điện áp của chúng ta đã được khảo sát từ lúc ban đầu để biến đổi sang điện áp có biên độ mà theo yêu cầu của chúng ta. Sau đó là khối chỉnh lưu. Khối chỉnh lưu là khối mà biến đổi năng lượng xoay chiều thành năng lượng một chiều. Thành phần thí dụ như là toàn dương không. Toàn dương không là khối mạch lọc tín hiệu, nạp xả tín hiệu, nạp xả tín hiệu, chống hiện tượng về không. Đấy là khối mạch lọc. Và chúng ta cũng đã khảo sát mạch ổn áp là mạch cuối cùng được tiếp xúc với tài. Và mạch này có nhiệm vụ bảo đảm điện áp có ra là không đổi. Khi khối nguồn của chúng ta VAC thay đổi, tăng hoặc giảm, có thể dẫn tới điện áp vào khối mạch ổn áp của chúng ta tăng hoặc giảm. Lúc nào chúng ta cũng bảo đảm cho điện áp có ra hằng số. Đấy là nhiệm vụ của khối ổn định điện áp. Ổn áp đối tiếp và ổn áp song song. Thì trong khối ổn áp của chúng ta có transistor, được gọi là transistor công suất. Tại sao lại mang tên là song song? Có nghĩa là điện áp rơi trên tải vector VL sẽ song song với VCE. Và song song như vậy, song song với điện áp VCE của transistor thì người ta gọi đấy là ổn áp song song. Ổn áp song song ta có điện áp VIDC là điện áp có vào sau mạch lọc sẽ bằng với điện áp của VCE là điện áp của khối ổn áp và bằng luôn điện áp của tải. Như vậy, song song có nghĩa là điện áp tải được mắc song song với VCE của transistor công suất. Ổn áp nối tiếp là ổn áp có tải. Điện áp tải của chúng ta là điện áp rơi ở trên tải. Đây ta có Vout đây. Được mắc nối tiếp. Khi nó mắc nối tiếp với nguồn có nghĩa là nối tiếp với điện áp VCE. Khi chúng ta biết các điện áp nối tiếp, vector VCE là điện áp cực C và cực E của transistor được mắc nối tiếp với tải. Như vậy chúng ta có thể hiểu tại sao mang tên là nối tiếp và mang tên là song song. Đây là hai sơ đồ khối của ổn áp nối tiếp và ổn áp song song. Trong tất cả các mạch ổn áp chúng ta đều có bốn khối. Khối quan trọng nhất đấy là khối ổn định điện áp. Nó gọi là khối mà transistor công suất. Điểm quan trọng thứ hai là khối lấy mẫu tín hiệu. Sau đó so sánh. Và trong cái khối so sánh này có một điện áp gọi là điện áp chuẩn. Điện áp chuẩn sẽ so sánh và cuối cùng giao nhiệm vụ. Hệ thống ổn áp đó sẽ giao nhiệm vụ transistor ổn áp hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì phía bên tay phải của cô được vẽ, đấy là ổn áp nối tiếp. Cái khối ổn định điện áp màu đỏ được mắc thông qua nó, có nghĩa là điện áp rơi nối tiếp trên khối ổn áp này và điện áp ở trên tải được mắc nối tiếp với nhau. Điện áp trên tải như thế này, ta có là Vout được mắc nối tiếp. Và như vậy, điện áp ngõ vào của chúng ta có thể xem đây là khối điện áp song song. Thì thường trên khối điện áp song song chúng ta có điện trở nguồn và điện trở nguồn này có giá trị tương đối nhỏ và không đổi, rất là nhỏ, khoảng vài chục ôm, nhỏ bằng vài chục ôm thì chúng ta khối và khối ổn định điện áp này của chúng ta hiện tại
là có điện áp có vào và với điện áp ngõ ra song song với nhau. Rồi chúng ta lại xem khối điện áp ở bên hồi tiết thì khối điện áp ngõ vào và khối điện áp ngõ ra không được mắc song song với nhau mà thông qua một khối hồi tiết. Đấy là vector của khối hồi tiết nằm ở ngang như thế này và gọi là mắc nối tiếp với tải. Khối ổn định điện áp, nếu ta có một định nghĩa ổn áp song song là tải được mắc song song với VCE và ổn áp nối tiếp là tải được mắc nối tiếp với điện áp VCE. Và hai khối màu đỏ được ký hiệu ở trên màn hình được gọi là khối ổn định điện áp. Khối màu xanh là khối lấy mẫu, khối màu cam là khối so sánh và trong khối so sánh này sẽ nhận tín hiệu từ khối phát ra điện áp chuẩn hoặc là điện áp mà đề xuất để cân bằng trở lại vị trí lúc ban đầu. Như vậy, để chúng ta có thể khảo sát được khối ổn áp ở trong một mạch nguồn, khối ổn áp nối tiếp và ổn áp song song. Trong bài trước, chúng ta đã khảo sát về ổn áp song song, có nghĩa là điện áp của trên tải là khi điện áp rơi trên nguồn thay đổi, thì điện áp ngõ ra nguyên tắc sẽ phải thay đổi. Nhưng nhờ có khối ổn áp này, khối ổn áp song song sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên hết là nhiệm vụ giả sử điện áp ngõ vào tăng, thì điện áp tải của chúng ta bị tăng. Tuy nhiên nhờ có khối hồi tiếp này và khối ổn định điện áp này sẽ sinh ra một lượng giảm điện áp delta V để bù trừ lại đường điện áp vừa tăng vừa xảy ra hoặc là đã đi phải xảy ra để bảo đảm cho điện áp ra trên tải là một hằng số. Có nghĩa là nó bù trừ, sinh ra một lượng giảm để bù trừ lại lượng tăng vừa mới sinh ra và kết quả là bảo vệ điện áp rơi trên tải là một hằng số. Đây là nhiệm vụ ổn áp đã được hoàn thành. Ổn áp song song là ổn áp có điện áp ngõ vào bằng với điện áp VCE và bằng luôn với điện áp trên tải. Tải được mắc song song với VCE và VCE theo sơ đồ khối sẽ bằng với điện áp V nguồn. Chiều thứ hai hoàn thành nhiệm vụ ổn áp là chiều khi tải có giá trị thay đổi, điện áp thay đổi tăng, giảm do chập mạch hoặc ngắn mạch, thì lập tức khối ổn định điện áp sẽ giảm. Ta giả sử vì một lý do gì đó, đường điện áp ở trên tải do ngắn mạch làm điện áp ở trên tải tăng lên một lượng delta V cộng. Thì lập tức nếu không có khối ổn áp này, lượng delta V này sẽ dội về phía một chiều delta V và có thể đánh thủng mạch lọc ở phía trước. Đánh thủng mạch lọc ở phía trước hoặc đánh thủng cầu diode ở phía trước này. Thế nhưng nhờ có khối ổn áp sẽ sinh ra một lượng, lượng dày bảo đảm là giảm một lượng delta thành trừ delta V để điện áp theo quay chiều ngược lại không thể tác động lên các mạch ở phía trước và bảo đảm cho VIDC là một hằng số. Đây là chiều thứ hai của tính chất của mạch ổn áp mà giúp chúng ta có thể khảo sát được là khối ổn áp song song có hoàn thành chức năng, nhiệm vụ hay không. Nguyên lý của mạch ổn áp nối tiếp là mạch. Nguyên lý của mạch ổn áp nối tiếp là mạch mỗi chúng ta, tải của chúng ta được mắc nối tiếp. Đây là điện áp ngõ vào và tải được mắc nối tiếp với điện áp VCE. Hai vector màu xanh chúng ta thấy ở trên bảng. Có nghĩa là theo cái mô hình thì chúng ta thấy là VI thì sẽ bằng VCE chiều thứ nhất cộng với VA. Và tải
Đây là transistor mạch ổn áp nối tiếp. Ta thấy ở cực phát của nó được nối với tải. Như vậy là khi điện áp ngó ra thay đổi, nguyên lý của mạch ổn định điện áp này là giữ lại điện áp VCE. Và như vậy nó tỷ lệ thuận với lượng tăng khi có lượng điện áp V thay đổi ở ngõ vào, và VI này là VI DC, thì lập tức VCE trong mạch điện sẽ tương tác sau đó cũng tăng lên một lượng delta V để giữ lại cái lượng tăng vừa xảy ra và để bảo vệ cho VAU vẫn là một hằng số. Khi VI, chúng ta sẽ thử khi VI có một lượng giảm là vector màu xanh, thì lập tức lúc đó mạch ổn áp nối tiếp sẽ giữ lại cái lượng giảm đó, và để bảo đảm cho lượng giảm cộng với VAU vẫn là một hằng số, và ta nói mạch hoàn thành nhiệm vụ ổn áp. Ổn áp song song và ổn áp nối tiếp, đây là sơ đồ nguyên lý của ổn áp song song và ổn áp nối tiếp. Thì chúng ta thấy là đối với mạch song song, chúng ta đã khảo sát ở trong bài trước, tải được mắc song song với VCE của transistor. Đây là ổn áp song song, và khối ổn áp song song được có xuất hiện diode Zener. Ta thử xét sang phía bên tay phải của chúng ta, mạch ổn áp nối tiếp là điện trở tải RL. Điện trở tải RL chính là bằng điện trở RE nối với cực E của transistor. Và đây, transistor của chúng ta được mắc mô hình là C chung. Bởi vì sao? Tín hiệu ngõ ra của chúng ta được nối với tải ở tại cực E. Tín hiệu ngõ vào nhìn về phía tay trái sẽ đi theo hai chiều. Tín hiệu ngõ vào nhìn ở phía tay trái sẽ đi theo hai chiều. Chiều thứ nhất, mạch phân cực đi vào cực C. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ có một rễ nhánh và vào cực nền. Do đó chúng ta chọn vào cực nền. Và ở đây chúng ta thấy một diode Zener ghim điện áp về Zener tại cực nền của ổn áp nối tiếp. Và đây chính là nhân tố, đây chính là bộ phận tạo điện áp chuẩn, điện áp xác định chế độ làm việc của transistor. Khi khảo sát mạch ổn áp nối tiếp đơn giản, chúng ta có thể khảo sát như sau. Ta có VAU thì bằng VZener trừ VBE. Bởi vì nếu chúng ta xét vector trước khi mà chúng ta quan sát một toàn bộ mạch, thì chúng ta phải giới thiệu tất cả các linh kiện. Linh kiện thứ nhất là diode Zener được phân cực nhờ VI theo đường và được phân kịch ở chế độ làm việc. Như chúng ta đã biết, Zener làm việc ở vùng phân cực nghịch. Và tại thời điểm này, dòng IB xác định, ta có IB cộng IZener thì bằng dòng rẽ vào cực nền của transistor. Và diode Zener sẽ thay đổi dòng điện. Như chúng ta đã biết, diode Zener có đặc tuyến volt ampere, làm việc ở vùng phân cực nghịch. Và điểm A và điểm B sẽ xác định được khoảng làm việc của dòng. Dòng thay đổi nhưng điện áp trên đầu của hai đầu Zener là không đổi. Ta lại có công thức VBE là vector VB và VE, thì của chúng ta sẽ bằng VB trừ VE. Và như vậy VB trừ VE, ta có VE chính là điện trở tải, VB chính là VZener, VE chính là VAU.
hoặc VL. Vout hoặc VL chính là điện áp rơi và là điện áp rơi trên tải. Đây được gọi là mạch ổn áp nối tiếp. Bởi vì mạch ổn áp nối tiếp này có điện áp trên rơi trên tải mắc song song với VCE. Ta nhìn thấy tiếp tục, transistor được phân cực và ở trạng thái dẫn điện, có nghĩa là mạch đang hoạt động ổn định. Điện trở RT được gọi là điện trở nhiệt để bảo vệ transistor khi lượng điện áp ra thay đổi tăng nhanh, có thể đánh thủng chuyển tiếp, đánh thủng transistor công suất. Nhưng nhờ có cái điện trở RT này thì dòng có thể sẽ rẽ sang và không xuống cực thu của transistor nếu lượng tăng giảm này của delta V vô cùng lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ, sau khi phân tích được các thành phần được phân cực, và bây giờ chúng ta sẽ thử khảo sát xem quy trình điện trở đóng vai trò như thế nào. RT đóng vai trò bảo vệ transistor, điện trở R đóng vai trò phân cực cho diode tenner, đồng thời chính là điện trở ở cực B của transistor Q1, transistor công suất. Và người ta gọi giá trị V Zener chính là điện áp V Zener và dòng đi qua V Zener chính là đại lượng dòng sai tín hiệu. Và bây giờ chúng ta thử khảo sát nếu giả sử có một lượng điện áp VI tăng một lượng delta V, thì nếu không có ổn áp, chúng ta phải chứng minh bằng quy nạp. Có nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh, ở đây cô xin xóa hết tất cả và chúng ta giữ lại một công thức thôi. Tức là nhờ có lượng điện áp và chúng ta có công thức 1. Và bây giờ cô sẽ chuyển VBE sẽ bằng VOUT trừ sẽ bằng V Zener, V Zener. VBE chuyển sang bên đây thì sẽ bằng V Zener trừ VOUT. Và nhờ công thức này chúng ta sẽ bắt đầu tính toán. Giả sử VI thay đổi tăng lên một lượng delta V, nếu không có khối ổn áp, tức là chúng ta phải chứng minh quy nạp, tức là không ổn áp, không ổn áp, thì VOUT sẽ tăng rồi. Nhưng mà nhờ có khối ổn áp mà chúng ta có phương trình 1, có nghĩa là VOUT tăng thì lập tức V Zener là một hằng số trừ một lượng tăng thì VBE sẽ giảm. Bởi vì mạch đang hoạt động ổn định, ta luôn có một đẳng thức là VI thì bằng VCE cộng VOUT. Ta phải chứng minh sau đó nếu VI tăng thì VCE cũng tăng để bảo đảm cho VOUT là không đổi. Đấy là phương pháp giữ lại lượng tăng bao nhiêu tỷ lệ thuận, VCE cũng phải tỷ lệ thuận, tức là giữ lại lượng tăng trước khi mà đi ra ngoài output. Thế thì nhờ có khối ổn áp, tín hiệu sẽ đi từ trái sang phải. Tín hiệu sẽ đi từ trái và làm sao đó để tín hiệu đi sang bên phải. Trong lúc nó đi, nhờ có khối ổn áp này và nhờ theo phương trình này, ta có VBE là điện áp đặt trên chuyển tiếp GE. VBE là điện áp đặt trên chuyển tiếp BE, đang dẫn điện bình thường bây giờ bị sụt xuống. Tức là ta có VBE bị suy giảm. Mà VBE bị suy giảm, tức là lúc này diode Zener dẫn mạnh, rút hết dòng. Thế thì rút hết dòng về phía lượng điện áp tăng và diode Zener nhận lượng điện áp
và dẫn mạch rút hết dòng xuống dưới. Thế thì dòng suy ra, ta suy ra dòng IB sẽ giảm. Điện áp IB giảm. Từ đây suy ra transistor Q sẽ dẫn yếu đi. Sẽ dẫn yếu đi có nghĩa là IB, ta có IC, suy ra IC thì bằng beta lần của IB giảm xuống, giảm xuống. Và như chúng ta đã biết, như vậy IB mà giảm xuống thì VCE là tăng lên. Và lượng tăng này đúng với một lượng delta V đáng lý phải xảy ra trên VAO. Đáng lý phải xảy ra trên VAO. Đáng lý phải xảy ra trên VAO này nếu không có ổn áp, hoặc sẽ xảy ra. Chưa kịp xảy ra thì đã bị gối khối VCE giữ lại lượng tăng. Và theo đẳng thức thứ hai chúng ta có là VI tăng lên thì VCE cũng tăng lên. Và như vậy giữ lại, chúng ta phải lưu ý cái từ giữ lại. Lượng điện áp vừa tăng và như vậy bảo đảm cho VAO bằng một hằng số. Và như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ ổn áp nối tiếp. Một mạch điện sau khi đã được hoàn thành thì chúng ta phải chứng minh được là chúng hoàn thành nhiệm vụ ổn áp như thế nào. Ta có thể chứng minh bằng ngôn ngữ của mạch điện. Khi bắt đầu có một lượng tăng về điện áp, VI tăng một lượng delta V, lập tức lượng tăng này tác động ngay lên cực nền. Và cùng một lúc thì dòng điện áp sẽ tác động lên con diode Zener, làm diode Zener tăng dòng, rút dòng về phía thuận của nó, và dòng IB theo chiều ngược lại bị suy giảm. Dòng IB theo chiều ngược lại bị suy giảm, mà IB đi vào transistor như chúng ta đã biết. Trên đồ thị đặc tuyến của transistor ta có IC, VCE. Nếu điểm Q của chúng ta đang nằm ở vị trí Q, vì một lý do gì đó điểm Q đã tăng lên giả định ở phía trên này, thì lập tức nhờ có khối ổn áp, IB giảm và transistor làm cho IB giảm, rơi ra IC và IE giảm xuống. Đồng thời lượng điện áp VCE tăng lên một lượng delta V, và lượng này theo phép tính của mạch ổn áp nối tiếp, nó tăng lên một lượng bằng đúng lượng lúc ban đầu, tức là giữ lại lượng điện áp tăng đó trước khi ra tới tài và bảo đảm cho tài là một hằng số, tức là bản thân trong nội lực nó sinh ra một lực để kéo điểm Q trở về lúc ban đầu, tức là VCE vì một lý do gì đó tăng lên. VCE vì một lý do gì đó tăng lên, kéo, giả định là kéo điểm Q vì một lý do gì đó V tăng lên, tức là kéo điểm Q xuống như thế này. Và lúc đó tự trong nội lực
Điểm quy sẽ quay ngược trở về để bù lại. Chứng minh song song thì chúng ta có thể chứng minh bằng phương pháp bù. Nhưng chứng minh nối tiếp thì chúng ta cũng có thể chứng minh là IC lúc này sẽ giảm và VCE lúc này sẽ tăng, và tăng đúng một lượng delta V giữ lại lượng tăng đáng lý phải xảy ra trên tải. Và ta nói mạch đã hoàn thành nhiệm vụ ổn định điện áp. Thế thì khi mà khảo sát một mạch nối tiếp thì đây là một mạch ổn định điện áp nối tiếp sử dụng có một transistor, và chúng ta cũng có thể khảo sát một cách chi tiết là khi có lượng điện áp tăng lên thì VBE khi có một lượng VL tăng lên, nếu như không có khối ổn áp thì VI tăng, và không có khối ổn áp, không ổn áp thì ta có chắc chắn là VL cũng tăng. Chúng ta thấy VL, mà VL ở đây á thực ra trùng với VE, là lúc này chúng ta coi như là chúng ta đây VL và VE là trước thềm của VE, chúng ta coi như là trước thềm của nó ra. Và khi điện áp thay đổi VE tăng thì V điện áp ngõ ra là màu vector màu vàng luôn luôn nối tiếp với VCE, và như vậy VCE sẽ giữ lại cái lượng điện áp nối tiếp này để bảo đảm cho mạch của chúng ta là không đột ở ngõ ra. Ta có VI thì bằng VCE cộng với VOUT luôn luôn được bảo đảm là một hằng số. Và như vậy đây là một mạch ổn định điện áp có hai transistor. Thế thì mạch ổn định điện áp có hai transistor, ta sẽ có lượng điện áp ngõ ra là bằng V0 R3 cộng R4 V Zener trừ VBE. VOUT thì bằng V Zener, tức là cầu chi áp, cộng với VBE. Khi chúng ta khảo sát mạch thì chúng ta sẽ có điện áp rơi ở cực nền của transistor Q2. Điện áp rơi ở cực nền của transistor Q2 sẽ ảnh hưởng đến dòng IB2, và chúng ta thấy IC2 và IB1 trúng ngược chiều nhau. Ta sẽ phải lần lượt transistor Q2 đóng vai trò dò sai, dò điện áp sai lệch. Nó được phân cực nhờ VOUT R3 và R4. Đây là cầu chia áp, phân cực cầu chia áp, phân cực cầu chia áp. Và phân cực cầu chia áp, thế thì chúng ta thấy diode Zener hoạt động và ghim điện áp ở VE bằng với V Zener, xác định trạng thái mạch đang làm việc và dò transistor Q1 là transistor ổn định điện áp và là transistor công suất và được phân cực nhờ VI và phân cực theo mạch gọi là C chung. Và chúng ta biết là C chung thì được sử dụng cái đồ thị họ đặc tiến ngõ ra là VCE và IC. Thì chúng ta luôn luôn nhớ cho ta vị trí của tính điểm quy, tức là mạch đang hoạt động thì tồn tại một giá trị, và giá trị đó là vector của VCE nằm đây. Và chúng ta có cái vector của VOUT là nằm đây. Như vậy VOUT và VCE nằm nối tiếp và chúng ta có VI. Và bây giờ chúng ta phải chứng minh sau đó
là khi VI tăng thì VCE cũng tăng để bảo đảm cho VA của chúng ta là một hằng số. Và chúng ta có thể tính như sau, vì một lý do gì đó VA tăng thì điện trở trên R3 và R4 cầu chia áp này sẽ tác động lên Q2 làm Q2 dẫn mạnh. Và Q2 dẫn mạnh thì rút hết dòng và làm IB1, Q2 sẽ dẫn mạnh. Khi VI tăng một lượng thì suy ra Q2 sẽ dẫn mạnh, mà dẫn mạnh tức là IC2 sẽ tăng. Và cái điều này hoặc là VCE2 sẽ giảm. Và điều này sẽ tương đương với IB1 sẽ tăng. IB1 sẽ giảm bởi vì IC2 rút hết dòng xuống. IC2 rút hết dòng tại cái điểm chốt này. Và VCE1 của chúng ta sẽ tăng. Và VCE1 chính là điện áp của khối ổn định điện áp. Và giữ lại cái lượng tăng đó ở đây, giữ lại cái lượng delta V đó ở đây, để bảo đảm đẳng thức của chúng ta vẫn tiến hành đúng, là VI tăng một lượng cộng delta V, thì lượng delta V cộng này sẽ được giữ lại trong khối ổn định điện áp của chúng ta, và bảo đảm cho ngõ ra của chúng ta vẫn là một hằng số. Và như vậy ta nói mạch đã được hoàn thành nhiệm vụ ổn áp. Thế thì đấy là những lý luận để chúng ta có thể giải trình khi mà gặp một mạch có điện áp ngõ ra được ổn định và dùng hai transistor. Thì thường đề thi của chúng ta là đề thi mà chúng ta sẽ sử dụng là hai transistor. Tiếp theo, xin giới thiệu về mạch ổn áp nối tiếp mà dùng op-amp. Thì đây mạch ổn áp nối tiếp dùng op-amp, thì chúng ta thấy tại sao được gọi là ổn áp nối tiếp. Thì các em thấy là điện áp ngõ ra đây là phía bên tay phải của chúng ta. Thì điện áp này được gọi là điện áp ngõ ra ổn định. Và V của RL, hoặc ta có thể gọi nó bằng Vout. Thế thì Vout này được mắc nối tiếp một lần nữa với VCE. Và ở đây cực nền của Q1 là transistor công suất ngõ ra của op-amp. Và op-amp đây là mạch gọi là so sánh. Bởi vì nếu chúng ta có nhớ thì mạch so sánh là mạch không có hồi tiếp ở cổng âm và cổng dương. Và ở đây chúng ta lại gặp lại mạch op-amp. Và một cổng của op-amp được ghim với cái điện áp reference, tức là so sánh với một cái khối điện áp chuẩn. Và nếu như cổng âm nhiều hơn thì mạch sẽ đảo dấu. Nếu cổng âm sẽ đảo, có nghĩa là nếu mà lượng tăng thì chúng ta đảo lại thành lượng giảm. Và mạch so sánh là ngõ ra của chúng ta là nếu mà lượng điện áp dương so sánh với không, so sánh với điện áp của Wegener, thì lập tức điện áp ngõ ra đảo chiều. Và điện áp ngõ ra đảo chiều thì sẽ làm cho transistor dẫn yếu đi. Chúng ta giả sử vì một lý do nào đó VI tăng. Và VI tăng, nếu không có khối ổn áp, chúng ta phải chứng minh một cách gọi là ta sẽ có ngõ ra V Zener chia R2 và R1 cộng với R2. R1 và R2 là cái điện áp mà dò sai lệch. Thế thì VI mà không có khối ổn áp thì lập tức là Vout tăng mất rồi và đánh thủng tài rồi. Thế nhưng mà nhờ có khối ổn áp, nhờ có ổn áp, chúng ta sẽ thấy tín hiệu thay đổi. Giả sử như tín hiệu đi vào, và lúc đó nếu lượng dương đi vào cổng dương và lượng R1 và R2 đi vào sẽ so sánh, và điện áp ngõ ra này của chúng ta là đảo chiều, là âm. Và điện áp ngõ ra của chúng ta là âm, thì lúc đó dòng IB của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Tức là lượng điện áp của chúng ta bị giảm xuống. Và IB giảm xuống, VB bị giảm xuống, tại vì lượng điện áp của chúng ta là sụt. VB giảm thì IB giảm. IB giảm
thì suy ra transistor Q1 dẫn yếu. Mà dẫn yếu tức là chuyển sang trạng thái dẫn yếu thì chúng ta có IC giảm. Và IC thì tỷ lệ nghịch với VCE tăng lên một lần, delta V. Và chúng ta luôn luôn có đẳng thức ở đây là VI thì bằng VCE cộng với VA. Và như vậy lượng VI tăng lên một lượng delta V thì VCE cũng giữ lại một lượng delta V. Và lúc đó chúng ta có đẳng thức là VA là một hằng số. Đấy là lập luận. Và điện áp ngõ ra của chúng ta là nhờ cái cầu chia áp, nhờ cái cầu chia áp là bằng điện áp Wegener. Wegener chia cho R2. Đây là điện áp vào cổng âm. Và chúng ta sẽ thấy được cái điện áp này, tức là Wegener chia R2, R1 cộng R2. Và từ đó chúng ta có thể tính được điện áp ngõ ra. Thế thì đấy là những mạch ổn áp. Và bây giờ chúng ta khảo sát một chút về các IC ổn áp, tức là mạch tích hợp của ổn áp song song và ổn áp nối tiếp. Thì như chúng ta đã biết, khối ổn áp song song là khối ổn áp và chứng minh là bù trừ, có nghĩa là tỷ lệ nghịch, lượng tăng và lượng giảm khối ổn áp song song. Khối ổn áp nối tiếp là khối chúng ta phải chứng minh, đây là khối ổn áp song song, là khối ổn áp và chúng ta phải chứng minh. Đây là khối ổn áp nối tiếp, là có điện áp ngõ ra được nối tiếp với VCE. Và chúng ta phải chứng minh, sao cho là điện áp ở trên transistor phải được, chúng ta phải chứng minh là điện áp ở trên transistor của chúng ta là phải tăng và giảm tỷ lệ thuận với lượng tăng giảm của điện áp ngõ vào. Thì đấy là nguyên lý của mạch ổn áp nối tiếp. Khi điện áp ngõ vào tăng thì ta phải chứng minh VCE tăng. Và để bảo đảm cho VA là một hằng số, cũng như khi VI giảm, ta phải chứng minh VCE giảm để bảo đảm VA là một hằng số. Mạch ổn áp IC là mạch tích hợp của ổn áp thì được có các cái thông số như sau là điện áp giới hạn ngõ vào, và ta có một số IC ổn áp ngõ vào ra chân chung và ngõ vào vào 7805 cho đến 7824, và tùy theo lượng điện áp ngõ ra. Chúng ta có thể tham khảo một số IC ổn áp dương là ổn áp nối tiếp. Và ổn áp nối tiếp này thì chúng ta lại thấy quen rồi, tức là ngõ out thì được nối tiếp với VCE ở phía bên trong này. Đây là điện áp ngõ ra là điện áp của VO, và ở đây chúng ta có ghim của diode Zener. Và như vậy đây là một mạch ổn áp đơn giản, và chúng ta chỉ cần thuộc là ngõ ra, ngõ vào và ổn áp TO220. Và chúng ta có LM37 thì ta sẽ có lượng điện áp ngõ ra bằng 1 cộng R2 trừ cho dòng điện just. Dòng điện này chúng ta sẽ được IC, tức là một trong những thông số, và chúng ta có thể thiết kế thay đổi điện trở R2 để có thể biết được ổn áp dương và có thể điều chỉnh được. Trong đó điện áp ổn áp dương thì ta có thể có một số cái thông số cho trước. Mạch ổn áp âm cũng điều chỉnh được, thì chúng ta cũng có những cái thông số cho trước, và chúng ta cũng có cái điện áp có ra thì bằng điện áp reference và cầu chia áp là R2 và cầu chia áp. Thế thì mạch ổn áp dương điều chỉnh được, người ta thay điện trở thì con LM37. Và chúng ta có một mạch điều khiển quá dòng. Thì ở đây transistor Q3 của chúng ta thường là đóng vai trò hạn dòng, và nó được phân cực bởi RSC. Và
điện trở của RSC này sẽ, nếu dòng đi ra đủ lớn thì lúc đó điện trở này chính là điện trở phân cực cho Q3, và lúc đó sẽ làm cho Q3 dẫn mạnh. Và khi Q3 dẫn mạnh, đồng thời điện áp tăng thì Q2 dẫn mạnh và rút dòng. Rút dòng. Rút dòng của Q1. Mạch Q1 là mạch ổn áp nối tiếp bởi vì có tải của chúng ta được mắc nối tiếp với VCE. Và điện trở rơi ở trên này sẽ là điện trở phân cực cho Q3. Như vậy, giá trị điện trở RS và điện áp VBE của transistor Q3, VBE này của transistor Q3 sẽ xác định được dòng giới hạn cực đại ra tải. Và nếu dòng vừa đủ lớn thì lập tức transistor dò tín hiệu sai lệch sẽ thay đổi, đồng thời cùng rút dòng và cùng rút dòng. Thì lúc đó transistor chính của chúng ta là ổn định điện áp, có thể định chỉnh được cái nhiệm vụ ổn áp. Và chúng ta có cái dòng giới hạn sẽ bằng VBE trên điện trở RSC của chúng ta. Và đấy là một số mạch điện tử mà chúng ta có thể khảo sát. Và bây giờ có lẽ là chúng ta tham khảo thêm được một số mạch. Chúng ta tham khảo thêm được một số mạch. Máy của cô bây giờ nó bị làm sao? Chúng ta tham khảo thêm một số mạch nguồn LM, sử dụng LM37. Đây là mạch mà tham khảo ở trên trang sách điện tử. Và đây là một số mạch mà chúng ta có thể tham khảo thêm khi mà mạch ứng dụng khác trong cái mạch mà điện tử. Thì đây là vừa là bảo vệ mạch nạp pin điện thoại, vừa có thành phần thứ nhất là mạch nạp điện áp. Rồi mạch thứ hai là mạch cung cấp điện áp dương. Và mạch thứ ba và mạch thứ tư là mạch bảo vệ chống quá áp. Đây là cái cục sạc mạch nguồn, và do một trong mạch nạp pin điện thoại đấy, thì do Nguyễn Hoàng Trọng là sưu tầm. Và như vậy cô đã giới thiệu với các em toàn bộ những nội dung mà của cái mạch ổn áp nối tiếp. Và cô hy vọng là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn một chút về cái cục nạp và cục sạc điện thoại của chúng ta hàng ngày, và đồng thời là chúng ta hiểu thêm một số cái chức năng, đặc biệt là chức năng dẫn và ngắt của transistor. Bài học hôm nay xin hết, và xin chào các em, hẹn gặp lại các em vào những chương mục kế tiếp.